Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trước khi bị thi hành án tử hình, tử tù Nguyễn Thành Luân đã ghi lại tâm sự cuộc đời và những cảm nhận của bản thân trong một cuốn nhật ký. Xuyên suốt cuốn nhật ký là những lời tâm sự với nỗi xót xa, nỗi ân hận dày vò. Vậy lý do gì đã đẩy Nguyễn Thành Luân vào con đường lao lý? Điều mà Nguyễn Thành Luân giải bày bên trong cuốn nhật ký có gì đặc biệt? Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hành trình sa ngã của tử tù Nguyễn Thành Luân. Đêm ngày 8 tháng 1 năm 2011, một vụ trọng án nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi ở thị tứ ngã Tư La thuộc xã Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình. Chị Nguyễn Thị Ngọc Giỏi, 51 tuổi, chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi đã bị sát hại tại phòng ngủ của mình. Nạn nhân được xác định bị sát hại ngay tại phòng ngủ với rất nhiều vết thương. Tài sản trong phòng bị lục soát, khóa két sắt vẫn cắm. Tuy nhiên, các đối tượng đã không mở được két sắt vì có lẽ không biết mã số két. Sơ bộ xác định, nạn nhân bị mất một xe máy Airblade, một dây chuyền 3 chỉ vàng Tây, một nhẫn vàng, một điện thoại di động. Qua các chứng cứ để lại hiện trường, ban chuyên án nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Thủ phạm phải từ 1 đến 2 tên, có khả năng quen biết với nạn nhân nên tìm cách sát hại đến cùng. Hung khí vẫn còn vứt lại tại hiện trường. Đối tượng vào và thoát ra đều bằng cửa chính. Dấu vết máu còn in trên chùm chìa khóa cắm ở cửa chính. Ban chuyên án đã chỉ đạo các mũi trinh sát tiến hành công tác điều tra cơ bản, rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn từng đến nhà nghỉ có mối quan hệ với nạn nhân. Đại tá Trần Minh Quang, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình kể rằng, những ngày ấy có lẽ là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông. Trời rét đậm rét hại, anh em đi xe máy đến địa bàn xác minh mà bị gió quất vào người, có lúc tưởng như đông cứng lại. Đến ngày 28 tháng 1 năm 2011, tức 24 Tết âm lịch. Sau khi loại bỏ tất cả đối tượng nghi vấn, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện đối tượng gây án chính là Nguyễn Thành Luân, 26 tuổi, hiện trú tại xã Minh Hòa, Hưng Hà. Luân quê gốc ở Bắc Sơn, Hưng Hà, sau đó cùng gia đình đi kinh tế mới vào huyện Sa Thầy, Kon Tum, rồi lại quay ra trú tại xã Minh Hòa, Hưng Hà. Luân cùng với người yêu là Lê Thị Uyên, 21 tuổi, quê ở xã Hồng Minh, Hưng Hà bỏ trốn khỏi địa phương. Lập tức, các tổ công tác của Công an tỉnh Thái Bình đã xuyên Tết làm nhiệm vụ. Đôi tình nhân ấy bị bắt lúc 14 giờ ngày mùng 2 Tết. Ngày 28 tháng 7 năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Hội đồng xử án đã tuyên phạt tử hình về tội sát hại người, 6 năm tù giam về tội cướp tài sản đối với Nguyễn Thành Luân, tổng hợp hình phạt là tử hình. Lê Thị Uyên bị phạt 6 năm tù giam về tội cướp tài sản. Câu chuyện về Nguyễn Thành Luân phạm tội giết người cướp tài sản, bị kết án tử hình đã trở thành chuyện động trời, ám ảnh tâm trí của những người dân tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Văn Thi, bố của Luân vẫn còn đau đáu nỗi đau về đứa con trai đầu, mắc sai lầm tuổi trẻ, mà gây tội ác tày trời thì phải trả giá. Cuốn nhật ký mà Luân đã viết trong tù đã được trao về cho bố mẹ, như để thay Luân nói lời xin tha thứ. Trong cuốn nhật ký, Luân đã kể về tuổi thơ của mình và gia đình, cũng bôn ba từ Nam ra Bắc, kể về những câu chuyện tình yêu của cậu. Đọc hết những tâm sự của Luân mới thấy rằng tâm hồn của cậu trai ấy rất giàu cảm xúc. Khi yêu luôn cháy bỏng và luôn mơ về một mái nhà, nơi ấy có cậu, có người cậu yêu và những đứa con. Nhưng có lẽ bị cảm xúc dẫn dắt quá nhiều nên Luân đã không nhận thức rõ ràng được đúng sai. Không có những kỹ năng sống cần thiết để giải quyết các tình huống nảy sinh trong cuộc sống. Khi bị bắt, Luân khai với các điều tra viên rằng Luân yêu Lê Thị Uyên nhưng bị mẹ Luân ngăn cản do tuổi hai đứa không hợp nên đã dắt nhau bỏ nhà ra Quảng Ninh sinh sống. Uyên xin làm lễ tân cho một khách sạn, còn Luân xin làm thuê cho một số nơi nhưng cuộc sống rất nhọc nhằn, khó khăn. Rồi một ngày, Uyên nói với Luân đã có thai. Luân mừng rỡ nhưng rồi lại lo sợ khi cuộc sống của hai đứa còn bấp bênh, lấy đâu ra tiền khi có thêm một đứa trẻ. Thay bằng những cách tính tích cực cho cuộc sống, Luân lại nghĩ đến chuyện đi cướp lấy tiền vào Tây Nguyên, mở một cửa hàng điện thoại di động, kiếm tiền sinh con. Nông nổi trong suy nghĩ, Luân rủ Uyên đi xe khách từ Quảng Ninh về huyện Hưng Hà để tìm cách thực hiện việc cướp tài sản. Ngay cả khi ngồi đếm ngày chờ thi hành án tử hình, Luân vẫn tỉ mẩn tết những mảnh ni lông xin được của các cán bộ quản giáo thành những con tôm xinh xắn. Trên lưng tôm có dòng chữ Luân Uyên. Đến khi biết Uyên chuyển đi thi hành án tại trại giam Ninh Khánh, Luân đã xin quản giáo gửi cho Uyên một hộp sữa và được nhìn một lần cuối qua song sắt cửa sổ, thấy Uyên được dẫn giải qua. Một cậu trai có tình cảm tha thiết ấy, thật đáng tiếc, đã nông nổi sai đường, gây tội ác để phải trả giá đắt.
những lần gặp Luân, tử tù này khoe những con tôm xinh xắn kết cho Uyên, cho bố mẹ, khoe cả những chiếc mũ hay cái túi cậu ta kỳ công ngồi làm trong phòng biệt giam. Luân kể về việc những lúc buồn nhất hay viết nhật ký, hồi tưởng về quá khứ và cả những nỗi buồn hiện tại. Và một ngày của năm 2013, anh Đặng Văn Ba, lúc đó là giám thị trại tạm giam Thái Bình đã nghỉ hưu, chuyển cuốn nhật ký của Luân lên Hà Nội. Anh Ba nhắn rằng đó là cuốn nhật ký của tử tù Nguyễn Thành Luân xin gửi trước ngày đi thi hành án. Trong cuốn nhật ký, Luân đã ghi lại một số câu sưu tầm về tình cha mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ như cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đem cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Đó còn là những câu thơ vụng về Luân tự viết ra để nói về sự khắc khoải của mình khi nghĩ về cha mẹ. Công cha con đã hết nước mắt, nghĩa mẹ con biết tính sao đây. Thân con đang đợi ngày hành thi án, nước mắt con vẫn cứ tuôn rơi. Thôi đợi kiếp sau con xin hứa, bên cha mẹ suốt đời. Đến lúc này, dù quá muộn, nhưng Luân đã nhận ra, như cậu cũng từng chia sẻ trong trại tạm giam. Bố mẹ ngăn cấm em yêu Uyên cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Giờ em không còn giận mẹ như lúc chúng em bỏ nhà đi nữa. Em chỉ thương bố mẹ vì em đã làm bố mẹ đau khổ. Luân đã có những trang viết rất kỹ về ngày 28 tháng 8 năm 2011, ngày Luân được đưa đến tòa án để xét xử. Luân rất lo, không biết phải làm sao khi gặp gia đình. Luân viết, đã tới tòa án, Luân xuống xe, Luân nhìn thấy bố và em trai và các chú, các anh. Luân vào tòa án với bao niềm đau đớn. Tất cả cùng vào, Luân không dám nhìn bố, ông trông già đi nhiều và tiểu tụy. Luân thương bố lắm, biết làm sao đây. Khi bố Luân gọi, Luân đã không quay lại. Lý giải điều này trong cuốn nhật ký, Luân viết rằng cứ quay đi như vậy còn hơn, vì Luân biết không còn cơ hội rồi, có quay lại cũng chỉ làm cho bố đau lòng mà thôi. Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Thành Luân án tử hình. Luân đau xót kể, Luân thấy bố không khóc nhưng Luân biết ông đang đứt từng khúc ruột và cả em trai cũng vậy. Luân chỉ mong chết ngay lúc đó mà thôi để quên đi hết đau thương. Nghe kể về nỗi niềm của Luân trong cuốn nhật ký khi viết về cha mẹ, đôi mắt của bố Luân rơm rớm. Ông kể rằng Luân là đứa con trai đầu, sống tình cảm và rất giỏi về kỹ thuật máy móc. Loại máy móc gì, Luân ngồi và nghiên cứu một lúc là sửa chữa, sử dụng được. Nhắc lại đôi chút về câu chuyện ngày xưa, ông chia sẻ. Lúc đó, Luân gặp và yêu Uyên ngoài đường nên gia đình cũng không thích. Ông nói, nhưng nếu chúng nó cứ dắt nhau về, rồi kể cả có con đưa về nhà là bố mẹ, ai nữa không nhận con cháu mình. Câu chuyện đã cách xa hơn chục năm, nỗi đau mất đi đứa con trai đầu gia đình cũng đã trải. Cuốn nhật ký của Luân phần nào giúp cho cha mẹ cậu cùng các bậc sinh thành hiểu được tấm lòng của con trai trong những ngày cuối của cuộc đời. Luân đã không còn giận sự ngăn cản tình yêu của bố mẹ như những ngày đầu khi mới bị bắt giam. Luân đã hiểu được rằng sự ngăn cấm đó chính là sự lo lắng của cha mẹ dành cho cậu. Và quan trọng hơn cả, cuối cùng cậu đã hiểu được giá trị của tình cảm gia đình, hiểu được tình thương của mẹ cha. Cậu muốn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ vì đã không làm tròn phận làm con, gây đau khổ cho gia đình. Thưa quý vị, câu chuyện về tử tù Nguyễn Thành Luân đã để lại nhiều suy ngẫm. Đây cũng là bài học đối với những bạn trẻ khi đứng trước những tình huống của cuộc đời và cũng là câu chuyện cần suy ngẫm trong mỗi gia đình khi con cái đến ngưỡng tuổi trưởng thành. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.